3 triệu rưỡi thôi. Mẫu đơn bây giờ có giá lắm. 3 triệu rưỡi. Thấy đẹp đấy, đơn này. Mẫu đơn này đẹp đấy. Đẹp đấy. Quái ghê. Mẫu đơn này bao tiền chị? Rồi, lên chợ Hoàng Hoa Thám chơi cho mát các bác ơi. Hôm nay có phiên phiếu ở Vạn Phúc đấy, nhưng mà nắng lắm, rất vắng. Đi đầu lên quay cây của chị Liên trên Hoàng Hoa Thám rồi. Đây bạn, đầu tiên là cây mun đen, phát tài, tài đan đá, mun đen, mun đen, to chưa, như một con trâu nằm đây, như một con trâu nằm ở đây. Như một con trâu mộng nằm ở đây các bác ạ. Phía dưới này đây thôi, xử lý đi. Xử lý đi mà nó bò hoành tháng qua các bác. Ngọn nhất thì nó hơi lở. Mà được, chơi được. Đây, dễ đi. Đây, các bác nhìn bàn tay. Cục diện tay to ấy mà này. Mà không so gì so với cái lưng của nó. Đấy. Hàng hàng này là phò rắn cắn chết. Nhìn như con trâu nằm nhỉ. Cây đấy bao tiền đấy chị? Mun nhỉ? Mun đấy đó. Mun đen. Đen như gỗ mun này. Đấy cho con vào cái ăn một người ăn ăn chung đợt này nhỉ. Làm cái tiểu cảnh nữa. À, rất là già cây, gỗ cây thân cây.
Vừa nãy thò tay vào kia sợ rắn cắn chết. Có rắn trong khi chết. Rắn thì bắt kiểu cái chuột mệt. Sợ thò tay có rắn ở trong ý cắn chết. Như da trâu. Em đứng mới đẹp chứ còn gì đây, đứng không đẹp. Đúng rồi. Mày chán đấy. Toàn cây quái ấy. Toàn cây ở rừng về. Cái này là cái gì ấy chị? Sông muội à? Sông muội. Phải cây gáo nhỉ? Không. Sông muội. Cái xếu ấy, nó phải tôi sông muội. Hoa là cái dòng sông này. Ở miền trong không biết cái này nữa. Ở trong nó không biết à? Ở phố Hà Nội hay trồng á? Có cái này. Đường phố Hà Nội hay trồng? Không, cái gạo cái khác. Cái gạo lá to đùng. Cứ đi dọc đường cứ dọc đường. Em có cây như thế này luôn. Tám đồ. Còn chơi bao nhiêu năm rồi chưa thấy cái hoa nào. Đi dọc cái đường Âu Cơ, Yên Phụ, Yên Phụ thì lên cái đoạn Xuân Diệu, hoa cơm nguội, cây cơm nguội này nhiều lắm, xéo, đoạn này bành bành này, kinh này, như ra là trâu rồi, ngồi thế nói lâu thế mà không mua cái nào à? Áo về đi đường ngắn tiếp tục mà. Cơm nguội. Cơm nguội này mấy tiền chị? Triệu hai cả. Về quá. Nhìn như con cóc. Nhìn như con cóc á. Lúc đầu nhìn tưởng ruối. Biết rồi mà lúc đầu nhìn tưởng ruối. Cóc. Cá này ăn chiên đấy. Ông vừa nãy ông thích cây xương cá này à? Không. Ông vừa nãy ông thích cây xương cá này. Cái này bao tiền đấy chị? Ông ấy á? Ở đây xương cá đấy. Ra mới mua cái cơm nguội chứ lúc đói có cơm mà ăn thôi. Cơm gạo. Cái cơm với gạo trong nhà thì chả lo thì đói. Đấy, 2,5 triệu. Bề thế này mà 2,5 triệu đây. Nhưng ông này ông lại 1,5 triệu nữa là 1,2 triệu. Thế còn cây này bao tiền? Này á, 2 triệu. Sổ. Còi.
sụp sụp sụp. Đây cũng sụp. À. Cái hình như là đang ở trên chậu rồi đúng không? Trên chậu rồi. Có hang rồi nhưng mà chưa có tiền đi cây. Có cái hang đúng hình thì ra đấy rồi. À thế ạ? Chưa có tiền đi cây. Kiếm tiền, mua đi. Có mua có người mà quan trọng nhưng mà không có tiền. Có mua nhưng mà không đủ tiền mua. Muốn mua lắm mà không đủ tiền mua. Ghê nhỉ. Không đủ tiền mua. Còn hàng khủng đấy, còn hàng quái đấy. Cái hồi cái bao tiền nhỉ? Cái này vừa vào bao tiền nhỉ? Em về em đục bỏ tay kia. Hả? Nếu em về em đục bỏ tay kia. Đục bỏ cái nào? Đục bỏ này. Đục bỏ cái đấy ạ. Da có đẹp không? Da nó lùn. Đục rồi, đục ở đây ạ? Không, sâu trong. Sâu trong này ạ? Vâng. Làm cái coi. Hoặc là đây. Còn lâu? Không, cái này bỏ đi, chơi cái này thôi. Chụp hoài. Sau cái này máu lên là mua là hết tiền không? Nay nhiều cái đẹp quá. Đấy. Rốt lại. Cái này nó còn mát. Vâng, mát.
bãi này là đẹp nhất ấy, chỗ này là đẹp nhất ấy.